Chào các bạn đến với buổi học trực tuyến môn thể dục ngày hôm nay nhằm cung cấp sức khỏe cho học sinh trong mùa phòng chống dịch COVID-19 nên không đến trường. Thì nay giáo viên thể dục sẽ hướng dẫn cho các em những bài tập mà các em đã nghỉ học nhằm tiếp tục chương trình học kỳ 2 và trang bị cho các em những kiến thức về phát triển sức nhanh và sức bền thông qua các bài tập bổ trợ. Bài học ngày hôm nay là các bạn sẽ học nhảy xa, đá cầu và chạy bền. Thì trong phần nhảy xa thì thầy giới thiệu sơ lược cho các bạn biết là nhảy xa chúng ta sẽ có 3 loại: nhảy xa kiểu ưỡn thân, nhảy xa kiểu ngồi và nhảy cắt kéo. Nhưng hôm nay các bạn sẽ học là nhảy xa kiểu ngồi. Thì trong nhảy xa kiểu ngồi thầy cũng giới thiệu cho các bạn biết là có 4 giai đoạn. Thì giai đoạn thứ nhất là giai đoạn chạy đà dậm nhảy. Thì trong chạy đà dậm nhảy của nhảy xa thì giống như các bạn chạy tăng tốc, chạy cho hết sức để đạt được cái tốc độ cao nhất. Giai đoạn này thì các bạn lưu ý phải dùng hết sức mạnh của chân dậm, của dậm vào dáng dậm. Bạn cần phải tạo một cái tốc độ tối đa. Đến phần đo đà thì các bạn nhớ là có hai cách đo đà. Cái thứ nhất là bốn bàn chân chúng ta thành một bước chạy, và thứ hai là chúng ta bước đi thường. Hai bàn chân, hai bước đi thường bằng một bước chạy. Các bạn đi bình thường như là từ nhà đến trường, từ trường về nhà. Khi chúng ta đo đà xong thì sẽ có vạch xuất phát. Là các bạn lưu ý khi đo đà các bạn không để gót chân chạm vào cái vạch đỏ. Để cho mà an toàn thì các bạn đặt hai gót chân ở giữa tấm dáng dậm và chúng ta đo đà đi về hướng chạy. Thì như thầy đã nói là hai bước đi thường bằng một bước chạy, mà trong thể thao các bạn sẽ học bước lẻ. Thì bước lẻ như sau: 3, 5, 7, 9. Thì tùy theo bước chạy của các bạn thì các bạn sẽ đo đà đến vạch. Đo đà xong tới bước thứ 7, thứ 9 các bạn sẽ quay lại và có hướng chạy đà. Như vậy thì trước khi chạy, người chạy sẽ đứng lên và chạy với tốc độ rất nhanh. Nếu là bước chạy đà mà các bạn chạy không ổn định thì dễ bị phạm quy. Như vậy, thầy lưu ý các bạn đo đà phải chính xác và chạy với tốc độ cao thì mới có thành tích. Về cách chạy đà thì chúng ta chạy tăng tốc độ dần lên. Ngay từ đầu, cố gắng tăng tốc ở phút cuối. Này rất phù hợp với những người mới tập. Sau chỉ phù hợp với những người có trình độ cao. Tốc độ chạy đà trung bình là nữ là 9 đến 10 mét trên giây. Còn nam có thể là 11, 10 đến 11 mét trên giây hoặc cao hơn. Kỹ thuật chạy đà: khi các bạn chạy thì trọng tâm phải nhấp nhô, có độ đạp, góc độ đạp sâu, thời gian chậm đất lâu hơn, càng về sau thân người phải thẳng đứng để có sức dậm mạnh cho lần nhảy đó. Ở giai đoạn dậm nhảy, trong giai đoạn này là rất quan trọng khi chúng ta đặt bàn chân phải bằng với mặt đất để hỗ trợ trọng tâm của các bạn. Để thực hiện cú nhảy được tốt và hiệu quả thì các bạn tròn chân dậm nhảy cho chính xác. Thông thường nếu chân dậm nhảy của các bạn sẽ là chân trái thì là ngược với lại tay của bạn là tay phải. Mục đích của bạn để đạt được thành tích cao là chúng ta phải kết hợp được tất cả các kỹ thuật là chạy đà, dậm nhảy
Kết thúc giai đoạn dầm nhảy là tới giai đoạn bướu bột trên không. Các bạn lưu ý là khi dầm nhảy là các bạn đặt gót chân, bàn chân và mũi chân sao cho cơ thể của mình bốc lên. Thì mời các bạn nhìn tranh. Giai đoạn thứ ba, giai đoạn trên không. Sau khi tư thế ở trên không, bạn cần đưa đùi và hai chân lên cao và duỗi ra, kéo chân dậm lên song song với chân lăn và áp sát đùi. Thân người hơi ngã sao cho thành tư thế ngồi trên không khi rơi xuống hố cát. Gần như duỗi thẳng hoàn toàn, đánh mạnh hai tay về phía trước, sau đó rơi xuống hố cát. Cuối cùng ra sau, tránh trường hợp các bạn ngã về sau hoặc sang hai bên sẽ làm hạn chế thành tích hoặc là phạm quy. Và cái giai đoạn cuối cùng là cái giai đoạn tiếp đất. Thì để bảo đảm an toàn cho các bạn khi nhảy thì các bạn sẽ tiếp cát một cách nhẹ nhàng. Hai chân phải thu lại và tiếp cát. Người sẽ hướng về trước, tránh cho trường hợp các bạn ngã về sau và sang hai bên. Để cái nội dung thứ hai về tưng cầu. Tưng cầu bằng mu bàn chân, má trong bàn chân, mu ngoài bàn chân. Thì trong tưng cầu đó chúng ta sẽ học là cái tưng cầu mu bàn chân. Thì thứ nhất thầy sẽ giới thiệu cho các bạn là cách cầm cầu. Chúng ta cầm cầu ở ba ngón tay và chúng ta sẽ thực hiện tưng cầu. Nếu các bạn là tưng cầu bằng chân trái thì các bạn sẽ cầm cầu tay phải và ngược lại. Thì cách tưng cầu là mu bàn chân là trái cầu sẽ tiếp xúc với mu bàn chân của mình và chúng ta tưng lên. Các bạn chú ý là không có dùng sức nhiều quá cho bàn chân thì trái cầu nó sẽ bay không chính xác. Lần đầu tiên thì các bạn tưng thì nếu chưa chuẩn thì các bạn sẽ bắt cầu lại. Lần thứ hai thì chúng ta tưng hai cái, chúng ta bắt cầu lại, đến khi nào chuẩn thì các bạn sẽ tưng nhiều hơn. Đó là cái cách tưng cầu. Cái phần thứ ba là cái phần chạy bền. Thì cái phần chạy bền này vì cái tình hình thực tế các bạn không có sân chạy nên có thể các bạn chạy ngoài đường nhưng hết sức cẩn thận. Nhưng sau đây là thầy sẽ giới thiệu cái bài tập bổ trợ thay cho chạy bền. Như trong nội dung này thì các bạn sẽ nhảy dây trong 2 phút. Trong quá trình nhảy dây trong 2 phút, nếu các bạn mệt thì các bạn có thể nghỉ và sau đó chúng ta sẽ thực hiện lại. Các bạn cần lưu ý là khi thực hiện các bài tập này thì các bạn phải khởi động thật kỹ để tránh chấn thương. Và tập xong nội dung thì các bạn phải thả lỏng thật sâu để cơ thể chúng ta trở lại tư thế ban đầu. Thì qua cái bài học này thì các em sẽ rút ra được những cái bài học như là nâng cao thể lực cho cơ thể nếu chúng ta tập đúng kỹ thuật động tác, đồng thời cũng mang về cho tính khéo léo và sức mạnh của bản thân. Nếu ở nhà các bạn có điều kiện thì các bạn cứ tập liên tục ở cái nội dung mà giáo viên đã chuyển đến cho các em. Các em thực hành thì cần chú ý đến các cái dụng cụ xung quanh để phòng ngừa cái chấn thương khi tập luyện. Thì qua cái bài học này thầy cũng có những cái bài tập trắc nghiệm cho các bạn. Thứ nhất là cái gì nhảy xa. Thì các bạn hãy trả lời trong nhảy xa thì có mấy cái giai đoạn. Ở đây thầy cho là 4 giai đoạn. Thì các bạn sẽ lựa chọn cái câu đúng nhất, các bạn đánh dấu X vào tương ứng. Cái phần thứ hai cũng là trắc nghiệm ở phần đá cầu. Thì thầy cũng cho 3 cách tưng cầu. Thì các bạn sẽ chọn cái câu trả lời đúng nhất và đánh dấu X vào. Còn về phần chạy bền thì cái phần câu hỏi trắc nghiệm có lẽ thì sẽ rộng hơn. Trước khi chạy thì các bạn phải cần làm gì? Thứ nhất là chúng ta khởi động, thứ hai là nghe hiệu lệnh rồi chạy, thứ ba là khởi động trước khi chạy và sau đó thả lỏng, và thứ tư không cần thả động. Thì lưu ý các bạn làm bài tập trắc nghiệm thì gửi về giáo viên thể dục theo địa chỉ Nguyễn Thanh Hùng 8274 akeo.com để thầy xác định lại các bạn trả lời đúng hay là sai và có cái phản hồi nhanh nhất.